rất hay. Vẫn là những nỗ lực cứu bóng của hai đội. Đây sẽ là nhịp tấn công dễ hơn dành cho Indonesia. Và đúng là như vậy, khi chúng ta thấy Myanmar đã đưa sang một quả bóng không thực sự chủ động, điều đó khiến cho Indonesia có quá nhiều giải pháp. Rất hay, vẫn là những nỗ lực cứu bóng của hai đội. Đây sẽ là nhịp tấn công dễ hơn dành cho Indonesia. Và đúng là như vậy, khi chúng ta thấy Myanmar đã đưa sang một quả bóng không thực sự chủ động, điều đó khiến cho Indonesia có quá nhiều giải pháp.